Hello mọi người, thì bây giờ hiện tại là 2 giờ sáng. Thì bây giờ mọi người coi thằng em tôi nè. Ôi trời ơi. Đó, mọi người thấy chưa? Nó ngái trứng động luôn. Thì bây giờ tôi sẽ chơi nó một vốn nha. Đợi coi tôi sẽ cho nó cái gì. Hi Linda, xin chào các bạn, vừa trở lại chương trình HTV BD Linda. Rồi, mày xong rồi. Cái gì vậy bà nội?